Hôm giờ của tin tức 24 giờ TV đã đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu mến tin tức 24 giờ TV là người bạn đồng hành cùng quý vị trong mọi sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bắt đầu bản tin cùng những tin tức nóng nhất hôm nay. Quân Ukraine rơi vào thảm cảnh vì phương Tây quá sợ hãi trước Nga. Trận chiến Donbas với những ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Ukraine và toàn bộ thế giới thời hậu chiến đang ở thế nằm trên lưỡi rào. Người Ukraine đang chống trả quyết liệt, nhưng họ đang phải gánh chịu những thương vong khủng khiếp và đang dần mất chỗ dựa. Họ chỉ có thể bắn 5.000 đến 6.000 viên đạn pháo mỗi ngày so với 50.000 viên đạn một ngày của người Nga. Người Ukraine đang cạn kiệt các đạn dược cho các loại pháo liên xô cũ của họ và họ không có đủ pháo của phương Tây để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Tôi nhớ lại bài thơ cũ về việc vì thiếu một chiếc đinh, chiếc móng ngựa không có và sau đó là một con ngựa, rồi một kỵ sĩ, rồi một trận chiến, rồi một vương quốc phương Tây không thể nhìn thấy Donbass bị thua vì muốn có đạn pháo mà không được. Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chiếm được khu vực này sau khi đã đảm bảo một hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đến biên giới Nga, ông ta sẽ nắm giữ khoảng một phần tư Ukraine, bao gồm cả trung tâm công nghiệp và phần lớn bờ biển đen. Nền kinh tế Ukraine đang ở trong tình trạng tồi tệ, ước tính sẽ sụt giảm 45% trong năm nay. Khi đó, Tổng thống Putin sẽ ở vị thế có thể siết chặt hơn nữa tình trạng tồi tệ trong khi chuẩn bị một cuộc tấn công cuối cùng để kết thúc mọi thứ. Ngay cả một chiến thắng hạn chế của Nga cũng sẽ gửi một tín hiệu nguy hiểm đến thế giới rằng phương Tây yếu ớt và sự cứng đầu phải trả giá. Phương Tây phải gửi nhiều viện trợ hơn nữa cho Ukraine ngay bây giờ để ngăn chặn việc mất Donbass và tạo điều kiện cho một cuộc phản công nhằm chiếm lại những vùng đất đã bị chiếm đóng nhưng chưa được quân Nga củng cố. Nhu cầu rõ ràng nhất của Ukraine là có nhiều pháo và đạn hơn. Chính quyền Tổng thống Biden đã cung cấp 108 pháo M777 155mm và hơn 220.000 viên đạn pháo. Gần đây họ hứa sẽ gửi 4 hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS và phi đạn với tầm bắn tối đa là khoảng 70 km. Số đó là hoàn toàn không đủ, thậm chí 220.000 viên sẽ không kéo dài quá 5 ngày với tốc độ sử dụng hiện nay. Phương Tây nên gửi hàng trăm pháo và hệ thống tên lửa phóng loạt nhiều lần, hàng nghìn quả rocket và hàng trăm nghìn quả đạn pháo. Chỗ này bao gồm các đạn trang bị hệ thống dẫn đường bằng GPS của Excalibur cho M777 phạm vi 40 km và hệ thống tên lửa chiến thuật Army Tactical Mission System cho HIMARS, phạm vi là 300 km. Những loại vũ khí có tầm bắn xa hơn này sẽ giúp người Ukraine nhắm mục tiêu vào pháo binh, tên lửa và đường tiếp tế của Nga mà không phải mạo hiểm với vũ khí mới của họ ở tuyến tiền tuyến. Tất nhiên sẽ mất thời gian để đào tạo người Ukraine về các hệ thống này, nhưng họ đã cho thấy mình là những người học hỏi nhanh. Ukraine cũng đang rất cần thay máy bay để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga và tiến hành các cuộc tấn công của chính họ vào các đơn vị mặt đất của Nga. Tổng thống Biden đã mắc một sai lầm nghiêm trọng vào tháng 3 khi lo ngại quá mức về phản ứng của Tổng thống Putin. Ông đã từ chối tạo điều kiện chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ba Lan, nhưng vẫn chưa muộn để khắc phục sai lầm đó. Mặc dù MiG-29 vẫn còn hữu dụng, nhưng nhìn chung phương Tây nên chuyển sang Ukraine các thiết bị của NATO như máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle, máy bay chiến đấu F-16, máy bay tấn công mặt đất A-10 Warthog và máy bay phòng không Patriot. Chiếc Grey Eagle có khả năng mang tên lửa diệt hạm Hellfire là máy bay không người lái lớn hơn nhiều so với các loại Switchblade của Mỹ và TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ mà Kiev đang nhận được. A-10 được thiết kế để chống lại hòa lực mặt đất sẽ là lựa chọn hoàn hảo để dập lại pháo của Nga. F-16 sẽ cho phép Ukraine bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga. Hệ thống Patriot có thể bắn hạ không chỉ máy bay mà còn cả tên lửa. Sẽ có ý kiến phản đối ngay lập tức là Ukraine không có nhân viên được đào tạo để vận hành các hệ thống này. Chà, nếu phương Tây đã bắt đầu một khóa học cấp tốc vào tháng 3, thì vấn đề đó có thể sẽ được khắc phục. Bắt buộc phải mở lớp đào tạo người Ukraine càng sớm càng tốt. Trong lúc chờ đợi, sẵn thứ có thể xài luôn, Ukraine đã có các lính tình nguyện nước ngoài chiến đấu trong lực lượng của họ. Tại sao không yêu cầu các lính tình nguyện hoặc nhà thầu nước ngoài vận hành và bảo dưỡng F-16, A-10, Grey Eagle và Patriots? Có rất nhiều tiền lệ cho động thái như vậy. Năm 1941, Trung Hoa Dân Quốc mua máy bay chiến đấu P-40 của Mỹ và thành lập nhóm quân tình nguyện Mỹ, hay còn gọi là đội hổ bay, để vận hành chúng. Đội hổ bay bao gồm các cựu quân nhân Mỹ do Clara Channel chỉ huy đã giúp cứu Trung Quốc khỏi sự xâm lược của Nhật Bản. Ukraine có hàng triệu lính sẵn sàng liều mạng để bảo vệ quê hương của họ. Những gì nước này không có đủ là vũ khí để trang bị cho các chiến binh. Không có lý do gì cho thất bại đáng xấu hổ này xảy ra các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga chiếm 67% GDP toàn cầu. Nga chỉ chiếm không tới 3%. Nga không thể ngăn các đồng minh của Ukraine sản xuất vũ khí trang bị cho Ukraine. Đừng lo lắng về việc cạn kiệt kho vũ khí của phương Tây. Phương Tây luôn có thể sản xuất nhiều hơn sau đó. Và đừng lo lắng cho việc chọc giận Tổng thống Putin. Không có gì khiêu khích hơn một thất bại của Ukraine. Phương Tây có nhiệm vụ chiến lược và đạo đức bắt buộc phải thực hiện ngay từ bây giờ để giúp Ukraine thắng thế trong cuộc chiến giành tự do. Đó là cuộc chiến của phương Tây. Tên lửa hành trình Nga xóa sổ căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Lugan. Ông hai Haidai, thống đốc tỉnh Luhan, đã xác nhận về cuộc tấn công và cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy một căn cứ lớn của tổ chức Wagner ở Luhan trong một cuộc pháo kích. Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy có tới 300 lính đánh thuê Wagner hiện diện trong căn cứ vốn cũng là một kho chứa đạn dược trước cuộc tấn công hôm 10 tháng 6. Ông Hai Đai tuyên bố, hàng trăm lính đánh thuê Wagner đã thiệt mạng vì bị chôn vùi trong đống đổ nát. Theo dữ liệu của chúng tôi, chỉ còn một người sống sót. Chúng tôi đã giết tất cả lính đánh thuê Wagner trừ một người. Hàng nghìn lính đánh thuê Wagner được cho là đã đến Ukraine tham chiến bên cạnh các lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donbass. Ngoài ra, Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, gần 1.200 UAV của Ukraine đã bị triệt hạ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đã phá hủy 201 máy bay, 130 máy bay trực thăng, 1.196 UAV, 338 hệ thống tên lửa phòng không, 3.525 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 515 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.933 pháo giã chiến cũng như 3.583 xe quân sự đặc trùng. Pháo binh Nga đã bắn trúng gần 250 cứ điểm tập trung nhân lực, 13 chỉ huy sở và 63 ổ hỏa lực của Ukraine. Ông Konasenkov cho biết thêm, lực lượng tên lửa và pháo binh đã triệt hạ 247 cứ điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine, 13 chỉ huy sở, 63 ổ hỏa lực của các đơn vị pháo binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao phá hủy lô lớn vũ khí của phương Tây ở khu vực nhà ga đường sắt của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tại mặt trận Donbas, cuộc giao tranh nặng nề nhất hiện diễn ra tại thành phố Severodonetsk, pháo đài kháng cự cuối cùng ở Lugan của quân đội Ukraine. Nga hiện đang chiếm thế thượng phong, nhưng Ukraine tuyên bố họ vẫn tiếp tục giữ các vị trí phòng thủ trong khu công nghiệp của thành phố, vốn ngăn cách Severodonetsk với thành phố song sinh Lysychansk nằm bên kia sông Donetsk trên vùng đất cao ở phía tây. Nếu chiếm cả hai thành phố bên sông Donetsk, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Luhan và tiến đánh các thành phố gần đó là Slovian và Kramatorsk. Nếu cả Slovian và Kramatorsk đều thất thủ, Nga sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass. Giữa lúc chiến sự với Nga ở Lugan ngày càng căng thẳng, Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân sự Ukraine Vadim Skibitsky cảnh báo rằng quân đội Ukraine sắp hết vũ khí và kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp nhiều hơn. Skibitsky nói, mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì phương Tây cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã gần như sử dụng hết số đạn dược của mình và hiện đang sử dụng đạn pháo 155 ly của NATO. Ukraine dự kiến sẽ cung cấp danh sách vũ khí và thiết bị phòng thủ mà nước này muốn có được tại cuộc họp với NATO ở Bruxelles vào ngày 15 tháng 6. Ukraine bắt hàng chục điệp viên Nga, Kiev tố Moscow nã bom chùm vào người dân. Theo tỉnh trưởng Lugan Sergei Haidai, giới chức an ninh nước này đã phá vỡ hoạt động chống phá của một nhóm người thân Nga ở Lysychansk. Hãng tin Al Jazeera dẫn bài đăng của ông Haidai trên Facebook ngày 13 tháng 6. Chúng tôi đã phát hiện những hoạt động phá hoại của khoảng 50 người ở thành phố Lysychansk khi những đối tượng này tiết lộ các hoạt động của Ukraine cho lực lượng vũ trang Nga nhằm giúp đối phương đẩy mạnh tấn công. Ông Haidai viết thêm, các cơ quan an ninh và cảnh sát Ukraine thông qua việc chia sẻ dữ liệu mạng đã tìm được rất nhiều thiết bị di động của những người chia sẻ các thông tin quá sống động lên trang mạng Telegram của Nga. Những thành phần này đã tới các trung tâm đào tạo của chúng tôi và sử dụng mạng để tuồn thông tin cho phía Nga, để rồi khiến cho các thành phố bốc cháy. Những điệp viên này đã truyền dữ liệu thông qua mạng lưới vệ tinh Stalin. Hiện Al cùng nhiều hãng truyền thông lớn khác chưa thể xác minh các tuyên bố của ông Hai Đài. Kiev tố Moscow nã bom chùm vào người dân Lãnh đạo lực lượng quân sự Ukraine ở Krivirid, ông Oleksandr Vikun, viết trên Telegram. Các lực lượng vũ trang Nga đã nã nhiều quả bom chùm vào khu dân cư ở thành phố Krivirid thuộc tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Ngoài ra, binh sĩ đối phương cũng bắn phá khu dân cư Jelenodos khiến ít nhất một ngôi nhà bốc cháy. Rất may là không có ai bị thương trong vụ việc này. Giới chức Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc của ông Vikun. Nga đánh sập cầu nối Severodonetsk, Ukraine cay đắng thừa nhận hứng chịu tổn thất kinh hoàng. Thống đốc tỉnh Lugan, ông Sergei Gaidai ngày 14 tháng 6 xác nhận, lực lượng Nga đã phá hủy tất cả các cầu dẫn tới thành phố Severodonetsk, khiến việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo hoặc sơ tán dân thường không thể thực hiện được. Ông Gaidai cho biết, thật không may bây giờ hoàn toàn không thể lái xe vào thành phố để vận chuyển hàng hóa cho thành phố, việc sơ tán cũng không thể thực hiện được. Ông Gaidai xác nhận 70% Severodonetsk, thành phố công nghiệp ở miền đông Ukraine, hiện là tâm điểm của trận chiến, nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa hoàn toàn bị phong tỏa. Ông Gaidai nói thêm, họ vẫn có khả năng đưa những người bị thương đến bệnh viện, vì vậy vẫn có cơ hội tiếp cận. Rất khó để chuyển giao vũ khí hoặc hàng hóa dự trữ. Khó, nhưng không phải là không thể. Ukraine ngày càng kêu gọi khẩn cấp các nước phương Tây viện trợ thêm vũ khí hạng nặng để giúp bảo vệ Severodonetsk trước đà tấn công của Nga. Kiev cho rằng thành phố này có thể nắm giữ chìa khóa cho trận chiến ở khu vực Donbass ở miền đông. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk, nhưng một cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở phía đông nam thành phố đã thất bại. Ông Gaidai nói thêm, các trận chiến khốc liệt đến mức chỉ một trận giao tranh để giành một con phố hay một tòa nhà cao tầng cũng có thể kéo dài nhiều ngày. Quan chức Ukraine thông báo hỏa lực pháo binh của Nga đã bắn trúng nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk, nơi hàng trăm dân thường đang trú ẩn. Phe ly khai ở miền đông cũng đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine hôm 13 tháng 6, tuyên bố Kiev không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Ông Eduard Basurin, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng tuyên bố. Họ có hai lựa chọn, hoặc noi gương đồng đội đầu hàng, hoặc thiệt mạng. Severodonetsk đã bị phong tỏa sau khi cây cầu nối thành phố với Lysychansk đã bị phá hủy. Severodonetsk trở thành tâm điểm xung đột giữa quân đội Nga và Ukraine ở Donbass trong những tuần gần đây. Nga hy vọng sẽ kiểm soát khu vực này và giành được một vị trí quan trọng ở Donbass với mục tiêu thiết lập một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ sắp nhập vào Nga năm 2014. Nằm ở bờ đông sông Donetsk và chỉ cách biên giới Nga khoảng 150 km về phía nam, Severodonetsk được coi là mắt xích quan trọng trong đà tiến công của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình ở Severodonetsk rất nghiêm trọng. Tổng thống Ukraine cho biết, mục tiêu chiến thuật của đối phương không thay đổi. Họ đang gây sức ép ở Severodonetsk. Các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở đó, gần như giành ra từng mét. Ông Zelensky xác nhận chiến sự tại Donbass là một trong những trận chiến khốc liệt nhất ở châu Âu và quân đội Ukraine đang đối mặt tổn thất kinh hoàng ở Severodonetsk. Tổng thống Zelensky nói hôm 13 tháng 6, Tổn thất nhân mạng của trận chiến này rất cao đối với chúng tôi, đơn giản là rất kinh hoàng. Trận chiến tại Donbass chắc chắn sẽ được ghi nhớ trong lịch sử quân sự là một trong những trận đánh dữ dội nhất tại châu Âu. Trước đó, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine mất khoảng 60-100 đến 100 binh sĩ mỗi ngày trong các cuộc giao tranh. Ông cũng kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.